Biết ổng làm ở đây nên mình đã tới để in ít tờ rơi. Vào thì thấy đang bận nên đã tự túc mở máy lên in luôn cho lẹ. Lần đầu thì hình như mực đã bị lem đưa lại cho ổng xem. In ải hình khác để thử xem máy này còn xài được không nào, người máy này còn có thể phối màu đúng như bản gốc luôn, xịn thật. Bỏ quả xương rồng này thử xem sao thì ổng không cho. Bảo in tấm nào thì làm lẹ đi để còn làm chụp thẳng vào mặt ổng gửi qua, nào ngờ lại đưa cho mình một tờ giấy cái hình nhỏ hơn hạt gạo nữa. Mình tự in luôn cho lẹ chứ chờ đầu thì lâu lắm. Đưa ngay cho ổng xem thì đã đứng dậy mình đi ra ngoài cửa dán một tờ, thấy mặt ngông quá dán luôn vào người ổng. Thôi chạy là thượng sách chứ để ổng bắt được thì toang.